chào các bạn, các bạn thân mến. Hôm nay mùng 3 tháng 4 năm Giáp Thìn, mình cùng với chị em tình nguyện viên tham gia xây nhà tình thương cho một hộ dân có hoàn cảnh khó khăn ở ấp Sóc, xã Huyền Hội, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh. Và chị em tranh thủ đến để viếng chùa nha. À và giờ này là giờ tan tầm nên các phụ huynh đến đón các cháu về nên là con đường trở nên đông vui tấp nập ha các bạn giờ này là khoảng 11 giờ trưa rồi ở đây thì có trường tiểu học thuộc ấp sóc xã Hiền hội trường tiểu học huyền hội b đó. và phụ huynh đang đón các cháu về Đó. nhìn dễ thương chưa cháu nào cũng đeo khăn hoàng đỏ thấm hết ha và con đường trở nên rộn rịch Đó. và đây đây là ngôi chùa mà chị em tranh thủ thời gian trưa để đến viếng các bạn ở một ngôi chùa rất lớn và rất đẹp. Và bây giờ mời các bạn cùng vào viếng chùa tham quan chùa với chị em nhà mình nhé. Chùa có mặt tiền dài cặp theo đường lộ cũng khá lớn các bạn ạ và đối diện với chùa là cánh đồng lúa mênh mông ha ở đây bà con mình cũng có những cái thửa ruộng mênh mông luôn và mới vừa thu hoạch xong đợi mưa xuống thì sẽ cài xới lên để tiếp tục vào vụ mùa tiếp theo là vụ hè thu đó các bạn mấy hôm nay trời nóng quá chừng nóng luôn á trong một cơn mưa để làm cho cây cối mát mẻ đồng ruộng mát mẻ để bà con mình uh, tiếp tục vụ mùa tiếp theo và bây giờ chị em mình sẽ vào tham quan chùa ha thì phía ngoài các bạn nhìn thấy uh, hai bên uh, thì có đôi uh, lân uh, canh cửa và hai hai bên thì có cặp rắn thần ha uống lượng đó theo cái hàng rào và rắn thần này có năm đầu nha các bạn đó thì cái này cũng có tích theo cái truyền thuyết của Phật giáo của người Khmer ha thì khi nào có dịp thì mình sẽ chia sẻ với các bạn đó, hai bên luôn À, mỗi bên là một rắn thần và phía trước là một con kỳ lân à, canh giữ cửa vào cổng chùa. thì nhân dịp vào tham quan chùa thì mình cũng xin phép chia sẻ giới thiệu các bạn một số thông tin về chùa ha. có thể là các bạn cũng đã từng đến đây tham quan rồi hoặc là một số các bạn thì chưa biết thì uh, chùa có tên là uh, -thi -cu la Lamani đó. Chùa Ấp Sóc đó. Thì ngôi chùa đã được công nhận là di tích uh, cấp quốc gia nha các bạn. Đó. Thì uh, di tích chùa còn gọi uh, di tích chùa Bodhiku Lamani còn gọi là chùa Ấp Sóc hay là chùa ất tọa là cách thành phố Trà Vinh khoảng 30 km và đây thì mình đi đến thành phố Trà Vinh là khoảng 30 cây số nữa là đến nha các bạn cách thị trấn Càng Long khoảng 7 km đường chim bay về hướng Tây Nam thuộc ấp sắp xã Hiền Hội huyện Càng Long tỉnh Trà Vinh ngôi chùa được xây dựng vào năm 2085 Phật lịch tức là năm 1541 dương lịch Vậy thì ngôi chùa này rất là lâu đời nha các bạn Từ thế kỷ 14 là các bạn Thế kỷ 14 là ngôi chùa đã được xây dựng rồi ha Vậy thì cách nay là giờ thế kỷ 21 rồi đó bốn 7 thế kỷ rồi các bạn Trên 700 năm rồi đó Rất là lâu đời luôn ha thì ngay từ những ngày đầu của cuộc trường kỳ kháng chiến chống Pháp năm 1945 đến năm 1954 dưới sự trụ trì của sư cả Thạch Kim, chùa ấp Sóc là nơi nuôi chứa bảo vệ các cán bộ cách mạng như đồng chí Nguyễn Văn Trơn, tự là Ba Trơn, Huỳnh Thị Giang, tự là Ba Giang, Nguyễn Văn Sòi, tự là Hai Sòi, một số thành viên trong ban quản trị chùa đã tham gia cách mạng trong đó tiêu biểu là ông Thạch Sến chủ tịch hội ủng hộ bộ đội Isarac tại địa phương à, vậy thì các bạn thấy ngôi ngôi chùa này trong cái thời kỳ kháng chiến chống pháp là đã nuôi chứa cán bộ cách mạng của chúng ta ha các bạn à, giai đoạn năm 1949 đến năm 1954 trong khuôn viên chùa được đào nhiều hầm bí mật để cán bộ ẩn náu. Đặc biệt trong thời gian trụ trì của sư cả Thạch Quy Yên, sư cả đã làm một căn gác rất kín đáo trên lao phong chính điện để cán bộ ta ăn ở. Các đồng chí Nguyễn Đáng, tức là Năm Trung, nguyên bí thư tỉnh ủy Củ Long, Hồ Nam là Năm Đạt, nguyên bí thư tỉnh ủy Cửu Long, Maha Sơn Thông, nguyên phó chủ tịch hội đồng dân tộc quốc hội phạm hồng phước chính là chính phước đó, phạm thành thưởng chức là, chính là tư hồng phan văn xuyên đều nguyên là ủy viên thường vụ tỉnh ủy trà vinh cùng nhiều cán bộ khác như sơn be thạch thanh thạch khê ne thạch thu nguyễn văn phụng phan văn đan lê văn tý dương văn tám Nguyễn Văn Tố, Thạch Sến, Nguyễn Văn Hỷ, Hàng Kinh, vân vân và rất nhiều đồng chí khác nữa đã được sư cả Thạch Yên cùng các vị sư và Phật tử nuôi chứa, che chở ở đây. Thì vào năm 1959, sư cả Thạch Yên hoàn tục sư thạch niên lên thai đã vận động sư sải phật tử đấu tranh đòi dân sinh dân chủ đòi tự do tôn giáo tự do tín ngưỡng ông chống bắt lính chống lực 10 trên 59 tiêu biểu là cuộc biểu tình kéo vào tề xã hiền hội năm 1962 kéo vào an trường năm 1967 Đặc biệt, trận đánh diễn ra chiều tối ngày 19 tháng 11 năm 1966 có sự tham gia của Lục Bông, Lục Chuông là người của cách mạng được địch tin tưởng cho dẫn đường lính biệt kích của tỉnh hơn 70 tên hành quân về áp sóc tìm việc diệt cộng. Hai vị sư đã đưa bọn địch vào trận địa mai phục của ta đồng thời phát tín hiệu để ta nổ súng tiêu diệt và làm bị thương phần lớn quân địch thu nhiều vũ khí trong đó có một khẩu đại liên 60 giai đoạn từ năm 1971 đến năm 1975 các vị sư chùa áp sóc đã tích cực tham gia đấu tranh vào đồn bó và vận động gia đình binh sĩ bỏ ngủ trở về làm ăn trong phong trào này có 8 vị sư của chùa được quỹ ban dân dân cách mạng tỉnh Trà Vinh cấp giấy khen và với thành tích chiến dịch nổ ra 8 vị đi đấu tranh liên tục vào đồn bó và vận động gia đình binh sĩ đánh rã một tên lính kết hợp quân dân tác động đồn dòng trăng đuổi chạy thu vũ khí sang bằng đồn Riêng sư cả Thạch Yên được chủ tịch nước tặng huân chương kháng chiến hạng nhì và chùa ấp sóc được Quỹ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Trà Vinh tặng giấy khen có thành tích qua hai thời kỳ kháng chiến. Nhiều vị sư sau khi hoàn tục tham gia kháng chiến và đã anh dũng hy sinh như Kim Rane, Thạch Thị Hai, Thạch Minh, Thạch Sona, Thạch Khanh, Thạch Sương, Thạch Sượng, Rượng, Thạch Saruna, Thạch Chẹt, Kiên Ngọc Thia, Kiên Trạng, Thạch Thu, Thạch Nhẫn, Thạch Cường, vân vân. Nhà chùa đã vận động quần chúng nhân dân đóng góp nhiều lúa gạo tiền bạc của cải nuôi quân kháng chiến, tiêu biểu là gia đình ông Kim Viên. Ông từ lại Dương Văn Khiều Và đây là mình đang vào trong chánh điện nha các bạn Thì hai bên vách là có những cái bức tranh à, Mô tả lại quá trình mà Phật Thích Ca Mâu Ni à, hành đạo Vô cùng gian nan và vất vả à. thì hôm nay chị em mình đến một ngày bình thường vào giờ trưa nên chùa rất là vắng lặng và yên tĩnh các bạn và được biết là trong những ngày lễ lớn trong những cái ngày lễ chính hoạt động chính của chùa thì bà con Phật tử gần xa đến viếng chùa rất là đông. Thì với cái bề dày lịch sử lâu đời của chùa cũng như với sự đóng góp của chùa trong qua hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ nên chùa được xếp là di tích quốc gia nha các bạn thì vào ngày 3 tháng 3 năm 2009 Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch ban hành quyết định số 834 quyết định xếp hạng chùa Bồ Thi Cù La Ma là di tích quốc gia thuộc loại hình di tích lịch sử. Thì mình vừa chia sẻ giới thiệu với các bạn về quá trình à, lịch sử của chùa từ khi xây dựng cho đến ngày hôm nay đã có công lao đóng góp trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ của dân tộc rất là nhiều trụ trì cũng như là à, sư sãi cũng như là phật tử ở chùa đã có nhiều công lao đóng góp à, giúp đỡ cán bộ cách mạng các chiến sĩ và đồng bào ta góp công góp của à, để làm nên à, chiến thắng lịch sử chống pháp và chống mỹ tại địa phương ấp sóc huyện hiền hội huyện càng xã hiền hội huyện càng long tỉnh trà vinh hả và tất cả những vị chủ trì phật tử sư sãi ở nơi đây cũng như đồng bào ở nơi đây đều được ghi nhận đều được tôn vinh với cái sự hy sinh đóng góp của mọi người cho cái công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc ở địa phương trà vinh vì thế nên các bạn biết không chùa không chỉ là có một khối kiến trúc tuyệt vời mà còn mang đậm nét lịch sử đặc biệt là ghi dấu à, những cái công lao đóng góp cho cái công cuộc kháng chiến à, cứu nước của dân tộc nên vào những dịp lễ Tết hội thì bà con đến viếng chùa rất là đông Một là để chiêm ngưỡng khối kiến trúc tuyệt vời Hai là cầu nguyện quốc thái dân an, nhà nhà hạnh phúc ấm no Và để tưởng nhớ đến những người có công lao đối với dân tộc với đất nước thì mình đã quay để chia sẻ toàn bộ quan cảnh của chùa cũng như trong chánh điện thì mình thấy chủ yếu trong chùa thờ chính vẫn là Phật Thích Ca Mâu Ni ha bên cạnh đó thì đây là chùa của người dân tộc Khmer nên có những cái tượng thần những cái biểu tượng những cái tượng thờ mình cũng không rõ lắm đó như các bạn nhìn thấy mình vừa chia sẻ đó thì phía ngoài gian thì có những cái tượng rất là đẹp như là các cái vị thần được điêu khắc ở trên những cái mái rồi bên ngoài sân thì mình thấy cũng có những cái bảo tháp đó thì cũng giống như những ngôi chùa của người Việt ha, của người Kinh ở vùng Nam Bộ, vùng miền Tây. Còn đây là kiểu kiến trúc mà chùa của người Khmer. các bạn thân mến thì nhân dịp đến trà vinh đến địa phương ấp sóc thì tranh thủ thời gian chị em đến viếng chùa cúng Phật và mình thì cũng tranh thủ quay lại hình ảnh của một ngôi chùa với khối kiến trúc tuyệt đẹp và với cái bề dày lịch sử làm cho mọi người vô cùng là ngưỡng mộ luôn ha thì mong rằng nếu có điều kiện các bạn đến trà vinh để tham quan như là tắm biển ba động đó những đặc sản của trà trà vinh như nước mắm gươi đó thì các bạn nên dừng chân ghé tham quan những ngôi chùa của người Khmer các bạn à, Với khối kiến trúc rất là tuyệt đẹp Cũng như à, những cái giá trị lịch sử mà những ngôi chùa này để lại Vẫn còn nguyên giá trị đến ngày hôm nay à, Rất là vui luôn các bạn ơi à, Nhân dịp mà <laughs> tham gia vào nhóm tình nguyện viên á à và không ngờ là nơi đây có rất là nhiều ngôi chùa luôn nha các bạn trên con đường mà vào đây mình thấy là có ba ngôi chùa rất là đẹp chùa nào cũng rất là lớn rất là đẹp luôn đặc biệt là cái màu vàng đậm đà giữa cái nền trời trong xanh như thế cảm ơn các bạn đã theo dõi xin chào và tạm biệt các bạn hẹn gặp lại các bạn trong những hành trình tiếp theo của kênh trần trương nhé các bạn nhìn thấy cái màu sắc giữa cái bầu trời trong xanh rất là nổi bật rất là đẹp các bạn ơi hãy nhớ đến viếng một lần nhé các bạn